Xin thân ái mến chào quý vị. Rất vui gặp lại quý vị trong một video tiếp theo. Em đang có mặt ở đây chính là đầu cầu Hà Ra quý vị nha. Em đang đứng trên đường 2 tháng 4 quý vị, đoạn ngay phía đầu cầu Hà Ra. Chiều hôm nay thì Nha Trang trời mát mẻ, nhiều mây, và có khả năng là tối nay sẽ có mưa quý vị nha. Chiều nay thì em xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đi ra hướng Đồng Đế nha. Hôm nay em sẽ đi ra Vĩnh Hải. Xin mời quý vị cùng dạo phố đêm với em ha. Kính thưa quý vị, bây giờ là 5:20 chiều ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024, chiều ngày chủ nhật cuối tuần quý vị. Cũng khá lâu rồi thì em chưa đi ra phía Đồng Đế ha, vào cái thời điểm giờ này. Xin mời quý vị cùng đồng hành với em trong thời điểm buổi chiều ha. Bên phía tay trái của em là có cái chị bán sò quý vị, ngồi ngay đầu chân cầu Hà Ra luôn. Cứ vào mỗi buổi chiều thì chị hay ngồi ở đó bán những con sò, con ốc ha, vào buổi chiều bán hàu, bán sò cho những ai qua đường á, ai thích mua thì ghé vào mua. Hôm nay nước lớn quý vị, nước lớn về chiều ha, cầu Hà Ra nước ngập hết luôn. Rất cảm ơn quý vị đã trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và yêu mến trên đời sống Nha Trang, nơi thường xuyên cập nhật đến quý vị những tin tức cũng như là hình ảnh đời sống thường ngày của người dân tại thành phố biển Nha Trang, để gửi đến tất cả quý vị trong nước cũng như hải ngoại những hình ảnh đẹp nhất, những hình ảnh đời thường và những hình ảnh chân thực về cuộc sống người dân đang diễn ra thường ngày tại thành phố biển Nha Trang. Quý vị lần đầu đến theo dõi kênh xin hãy cho em một like ha, một lượt đăng ký để ủng hộ cũng như là để theo dõi các cái video mới mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta đang trên đường nhỏ đi ra hướng cầu Sâm Bóng quý vị nha. Không biết giờ này thì chợ nhỏ Hiền Nhi có đông đúc hay không. Bình thường thì em hay đi về chợ Hiền Nhi vào buổi sáng quý vị, tầm từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng, lúc đó chợ rất đông. Còn không biết thì buổi chiều tối như thế này, bây giờ là 5:25 chiều, thì không biết là chợ có đông đúc hay không quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đi vào con hẻm nhỏ này để chạy vào chợ Hiền Nhi nha, để cùng xem chiều tối giờ này thì trong chợ có ai bán hàng gì hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng đi một vòng. Ở ngay cái ngã ba này thì chúng ta sẽ rẽ trái là đi về chợ này quý vị, ngay cái tạp hóa ngay góc này. Giờ này là 5:30, gần 5:30 rồi. Không biết ở trong chợ có bán buôn gì hay không quý vị nha. Chúng ta cứ đi một vòng xem cái nào. Và đây quý vị, đây chính là chợ Hiền Nhi vào lúc 5:30 chiều ha. Giờ này thì bà con không có buôn bán buổi chiều quý vị. Buổi chiều chỉ là cái sân chơi dành cho trẻ nhỏ thôi. Buổi sáng thì khu vực này là kinh doanh buôn bán rất là đông, nhưng về chiều thì hầu như không ai buôn bán gì đây cả. Đây chính là khu vực chỗ nhà văn hóa Hà Ra. Em sẽ đứng ở đây tí xíu nha, sau đó thì chúng ta sẽ quay ngược trở ra và đi về hướng cầu Sâm Bóng nha quý vị. Rất là vui khi quý vị luôn đồng hành và ủng hộ em trong những cái video về đường phố. Đây quý vị, nhà văn hóa Hà Ra, Sóng Cồn ha, khu vực chợ Hiền Nhi vào lúc 5:23 chiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở ra lại quý vị. Một vài hình ảnh vào buổi chiều ngay chợ Hiền Nhi ha, để gửi đến quý vị. Đó, con hẻm nhỏ nhưng mà khá là đông người dân đi qua đi lại quý vị nha. Ở trong này thì người dân mật độ sinh sống rất là dày. Một khu vực mà dân cư đã sinh sống khá lâu đời quý vị, cuộc sống Cồn, thành phố Nha Trang. Xin muốn chúc quý vị một buổi chiều ngày chủ nhật ha, thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên người thân và gia đình mình. Và những ngày mai bước vào một tuần làm việc mới ha, ngày thứ hai đầu tuần thì sẽ có nhiều cái động lực và nhiều cái năng lượng tốt đẹp để làm những công việc hiệu quả. Bây giờ thì cũng đã bước vào những cái tháng cuối năm rồi quý vị. Bây giờ đã là tháng 10 rồi. Tính theo dương lịch thì chúng ta cũng không còn quá lâu để bước đến ngày Tết dương lịch, bước sang năm mới 2025. Thì cũng xin mong muốn và kính chúc tất cả quý vị
một năm 2024 thật là thành công ha, thật là suôn sẻ trong công việc. Quán dê tươi cầu Sấm Bóng thì giờ này cũng bắt đầu đông dần lên quý vị, giờ này cũng bắt đầu đông khách dần lên, và chúng ta đang có mặt trên cây cầu Sấm Bóng quý vị nha. Buổi chiều bây giờ là 5:30, giờ này đứng trên cầu thì rất là mát mẻ quý vị nha, gió lồng lộng luôn, cảm giác không thể diễn tả được, không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ nói là rất mát thôi. Những nhà hàng hải sản tươi sống bên phía đường bờ kè Cù Huân cũng đã chính thức lên đèn để phục vụ cho một đêm cuối tuần chủ nhật. Mặc dù thời điểm những tháng cuối năm này thì tình hình kinh doanh có vẻ ảm đạm quý vị, nhưng mà hy vọng vào những tháng gần Tết thì du lịch sẽ quay trở lại mạnh mẽ, khách du lịch sẽ đông hơn, và khi đó thì những nhà hàng sẽ nhộn nhịp hơn. Ở phía dưới chân cầu Sấm Bóng thì những chuyến xe du lịch cuối cùng vẫn đang tiếp tục đứng đợi và chở những đoàn khách cuối cùng về khách sạn quý vị nha, sau một ngày tham quan khu vực Tháp Bà. Thì em sẽ đi đến đây để cùng quý vị theo dõi ha. Đây là khu vực chân cầu Sấm Bóng quý vị nha, và nơi đổ xe của những chiếc xe du lịch dài chở những đoàn khách du lịch đi về khách sạn của mình. Ở đó đang mở nhạc lớn quá, thành ra em không đến gần được quý vị, tôi đứng thật xa để ghi hình cho quý vị xem. Ở đó mở những bản nhạc tiếng Trung quý vị, có vẻ như chào đón những đoàn khách Trung Quốc, thì những người bán hàng cũng như là bên phía khách sạn người ta mở những bản nhạc tiếng Trung Hoa. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển về phía Vĩnh Hải nha. Hôm nay thì em xin mời quý vị chúng ta sẽ đến Vĩnh Hải. Giờ này bên Tháp Bà khá là rực rỡ quý vị, bên Tháp Bà giờ này rực rỡ quá. Đó, về chiều khi lên đèn thì khu vực Tháp Bà sẽ hết sức là rộn ràng, hết sức là nhộn nhịp. Nếu quý vị nhìn những ánh đèn của ngọn đèn LED ha, trang trí phía trước cổng đã làm cho Tháp Bà trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn, rực rỡ hơn về đêm. Đó, em sẽ đứng ở đây một tí xíu, hướng bên tay trái là cầu Sấm Bóng đổ về đây quý vị, để ghi hình cho quý vị xem hình ảnh Tháp Bà về đêm, về buổi chiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển đi Vĩnh Hải nha quý vị nha. Xin mời quý vị. Khu vực gần chợ Bầu Nha Trang, một cái đoạn đường có thể nói là rất là trũng thấp quý vị nha, và thường hay ngập lụt vào những khi trời mưa lớn. Đường Tôn Thất Tùng giao với 2 tháng 4. Quý vị, một buổi chiều khá là nhộn nhịp. Qua phía bên phía Đồng Đế này thì chúng ta thấy là các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán có vẻ như rất là rộn ràng sập nút quý vị nha, và nhộn nhịp hơn. Đây là khu vực chỗ nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước. Rất là nhộn nhịp các cái cửa hàng bán đồ ăn tối phục vụ cho đời sống sinh viên học sinh ở đây. Chỉ trừ những cái tháng hè thôi, còn khi bước vào năm học mới thì đoạn đường giáp Đại học Nha Trang đồi La San luôn luôn nhộn nhịp và rộn ràng về đêm quý vị, nơi tập trung buôn bán kinh doanh dành cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên học sinh. Chắc chắn là trong một cái video tiếp theo nào đó thì em sẽ quay trở lại giáp Đại học Nha Trang đồi La San để ghi hình cho quý vị xem cái hình ảnh về đêm rộn rộn nhịp và rộn ràng như thế nào. Thì em xin hẹn quý vị trong video sau nha, thì em sẽ ghi hình cho quý vị xem.
Còn chiều hôm nay thì chúng ta sẽ đi ra Bình Hải nha quý vị, dọc theo đường 2 tháng 4 ra chợ Bình Hải. Quý vị thấy là về chiều thì các cái cửa hàng kinh doanh buôn bán ở đây lên đèn ha. Còn này đổ ra thì có thể nói là rất là sầm uất. Đây là đoạn công viên Bình Phước đây quý vị. Thấy về chiều thì đây là cái nơi mà bà con người dân người ta tập trung để mà tập thể dục cũng như là vui chơi. Em sẽ đứng ở đây một tí xíu để ghi hình cho quý vị xem. Đây chính là công viên Bình Phước về chiều nha. Và bây giờ là 5:35 chiều. Đấy quý vị, toàn cảnh khu vực công viên Bình Phước, Nha Trang, đối diện với chung cư Bình Phước. Đây chính là nơi mà vừa rồi bên đội môi trường và cây xanh người ta đã cắt tỉa những cái cây mà có nguy cơ gãy đổ trong cái mùa mưa bão năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cái khu vực vui chơi tập thể dục của bà con người dân trong khu vực này. Thành ra những cái cây này phải được cắt bỏ đi những cái nhánh khô, những cái nhánh mà gần gãy đó quý vị, để tạo nên cái sự an toàn cho người dân vui chơi ở đây. Rất đông các cháu nhỏ quý vị nha, và các bà, các cụ á. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ra chợ Bình Hải. Về còn những ai đi chơi, đi ăn uống thì giờ này cũng là cái giờ người ta đi ăn tối quý vị. Đường phố khá là rộn ràng, mặc dù giờ này thì đèn đường chưa có bật lên. 6 giờ thì mới mở đèn đường quý vị. Bây giờ chỉ là mới 5:40 thôi. Quý vị, chúng ta cùng rẽ về chợ Bình Hải nha, để xem buổi chiều thì trong chợ Bình Hải người ta buôn bán kinh doanh cái gì, đặc biệt là cái thời điểm buổi tối như thế này. Rồi, xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay vào hướng khu chợ Bình Hải. Đầu tiên là sẽ đi vào cái sân này luôn. Đây là cái sân phía trước chợ đây quý vị. Đây, khu vực này thì buổi tối người ta bán kinh doanh cho thuê các cái xe máy điện cho trẻ nhỏ vui chơi nè quý vị. Chúng ta sẽ đi băng qua phía bên con đường mà bán hải sản buổi sáng đó. Không biết buổi chiều nay thì có bán hải sản hay không. Cứ đi đại một vòng ra xem thế nào quý vị. Có gì thì sẽ ghi hình cho quý vị cùng xem. Ồ, giờ này em thấy chợ đông lắm nha quý vị nha. Từ xa thì thấy cũng khá là rộn ràng đó. Không biết là bán cái gì mà đông thế. Có thể là hải sản về chiều cũng có khả năng đó đấy quý vị. Em sẽ đi từ từ thôi để quay cho quý vị xem. Ồ, đúng là như vậy quý vị. Những cái sạp cá, những cái sạp hải sản buổi chiều ha, cũng còn bán ở đây nè quý vị ha. Rất nhiều luôn quý vị nha. Đó, quá sức là đặc biệt quý vị. Không nghĩ là giờ này thì chợ Bình Hải đông đúc như thế ha. Bây giờ là 5:40 rồi. Và không khí tại chợ Bình Hải quý vị thấy đi, cực kỳ đông luôn.
em sẽ đi một vòng ha, từ từ cho quý vị xem buổi chiều người ta bán cái gì ở đây. Đấy, quý vị dọn ra đường luôn, bán hành tỏi nè. Bên cạnh đó là những cái sạp bán cá, bán tôm. Rất nhiều quý vị, cá chim, cá liền. Có thể nói giờ này là cái giờ buổi tối mà người ta đi mua về, người ta ăn uống buổi tối quý vị. Rất đông quý vị nha, đó, ngồi ra giữa đường luôn. Đây quý vị ha, có đi giờ này thì mới quay được cho quý vị xem được. Quá sức tuyệt vời quý vị. Rất nhiều các loại hải sản nha, mua gì cũng có cả. Đó, cá liệp, cá ngon, cá nục, cá nhồng, rau củ các loại cực kỳ nhiều luôn. Tại vì giờ này thì trong chợ nó tối hôm mà, nên bà con kinh doanh người ta dọn ra phía ngoài của mình để bán cho nó dễ và sáng sủa hơn, cũng như thuận tiện cho người dân đi đường người ta mua. Đấy quý vị nha, chúng ta sẽ đi vòng ra phía đường Nguyễn Khuyến luôn. Rất nhiều đồ đạc quý vị ha, rất nhiều cá mắm. Tuyệt vời quý vị. Một buổi chiều tối ngày cuối tuần chủ nhật tại chợ Bình Hải ha. Quá rõ ràng và quá đông đúc. Em sẽ đi vòng ra hướng Nguyễn Khuyến luôn. Đấy quý vị, có thể nói là buổi sáng thì chợ Bình Hải cũng rất đông rồi, và buổi chiều thì cũng không hề kém cạnh nha quý vị. Buổi chiều thì cũng là nhộn nhịp không kém cạnh buổi sáng. Nhưng nó có một cái nét đặc trưng là khi mà trong chợ các cái sạp buôn bán đã nghỉ thì bà con người ta dọn ra phía ngoài, người ta bán trên lòng đường luôn. Và kính thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ kém 20, 6 giờ kém 20 ha, và quý vị thấy là cực kỳ nhộn nhịp vào buổi chiều. Đó, đây là khu vực ngã ba đường Nguyễn Khuyến này quý vị. Ở chỗ này có một cái tủ gà nướng, gà ủ muối. Bên cạnh đó là một cái sạp bán bún mắm đêm. Bên tay trái của em là con đường Nguyễn Khuyến ha, hướng đi về Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc. Và đi về tay phải thì sẽ chạy ra hướng đường 2 tháng 4 quý vị nha. Đấy, giờ này là những sạp trái cây, những cái sạp bún bán vào buổi chiều nè. Đấy quý vị, chúng ta sẽ di chuyển ra hướng tay phải ha, đi ra lại hướng đường 2 tháng 4. Đường chả heo quay nè quý vị. Quay ngon quá trời quá đất luôn. Vịt quay nha quý vị. Quay, heo sữa quay. Rất là nhiều món ngon, đặc biệt trên con đường này về chiều. Nhìn cái con vịt quay là ai mà chưa ăn cơm chắc có lẽ đói bụng lắm. Cực kỳ thơm luôn quý vị nha. Chúng ta sẽ di chuyển ra hướng đường 2 tháng 4. Rất đẹp quý vị ha, buổi chiều tối ha. Ồ, phía bên kia có quán cháo vịt đông khách cực kỳ luôn. Đây quý vị, đây chính là khu vực đối diện với chợ Bình Hải. Và đối diện bên này là một cái quán cháo vịt ha, rất đông khách. Qua trời qua đất quý vị ơi, mua người mua về, người thì ăn tại chỗ. Cực kỳ nhộn nhịp luôn quý vị. Đấy, con đường Nguyễn Khuyến vào buổi chiều ha, rất đông đúc. Tuyệt vời quý vị ha, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. À, bên này thì các cô bán rau thì cũng đang sẵn sàng để dọn dẹp và chuẩn bị đi về rồi. Một buổi chiều bán gắn bán cho xong quý vị. Quá sức tuyệt vời ha. Rồi, em sẽ tiếp tục di chuyển ra hướng đường chạy ra đường 2 tháng 4 quý vị nha. Trước chợ đây, bên cạnh khu vực chỗ mà gửi xe máy đó. Giờ này thì mặc dù là tối nhưng mà các chị buôn bán trái cây vẫn cứ tiếp tục vẫn tiếp tục bán bình thường thôi. Chút xíu nữa khoảng 7 giờ tối thì mới chính thức dẹp.
đấy quý vị, hình ảnh con đường chợ Bến Hải Nha Trang hết sức tuyệt vời quý vị ha. Rồi, em sẽ đứng ở đây một chút xíu ha, sau đó thì sẽ tiếp tục di chuyển về hướng đường 2 tháng 4. Giờ này thì bắt đầu là đường phố lên đèn rồi. Ở đây có một cái chú bán xôi quý vị nha, xôi mặn, xôi cá rất đầy đủ. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển theo hướng đường 2 tháng 4 ha, và đi về hướng Bình Phước nha. Và em xin phép là có lẽ là đi một đoạn nữa thì sẽ kết thúc video chiều hôm nay. Một cái video ngắn đồng hành với cả nhà và quý vị đi ra đến Bình Hải ha, vào thời điểm buổi chiều. Xin mến chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Thật tuyệt vời quý vị. Nha Trang đã lên đèn và em đang có mặt khu vực Đồng Đế, đường 2 tháng 4 Nha Trang. Đông đúc quý vị ha. Rồi, đến đây thì em xin phép là chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả quý vị.